131 axit carboxylic X mạch hở chứa hai liên kết pi trong phân tử. X tác dụng với NaHCO3 dư sinh ra khí CO2, số mol bằng số mol X. Số mol bằng số mol X thì dẫn đến một điều. Dẫn đến một điều do là số mol này nó bằng số mol X ạ. Ôi bút 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 bi đỏ của chúng mình. Đây. Số mol bằng số mol X. Đây, số mol CO2 bằng số mol X, vậy điều này chứng tỏ nó chỉ có một nhóm CH thôi ạ. Một nhóm CH nên là loại, thằng này có hai nhóm ạ. Thằng này có hai nhóm là loại ạ. Được chưa? Chứa hai liên kết pi thì một nhóm CH là một pi rồi, vậy trong này phải có một pi nữa. Vậy nó phải là CnH2n trừ 1 đúng không? Thêm một pi nữa. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C các cháu nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Ok. Câu 332, số chất có thể phản ứng với AgNO3 tạo thành kết tủa. Ở đây thì mình nhìn thấy có mỗi một glucose nên là chỉ có một chất thôi. Được chưa? Rất là dễ, bởi vì glucose của chúng ta là chỉ có một nhóm COH nên nó chỉ có một thôi nhá. Đây các cháu nhìn tiếp này. Câu 333. Câu 333. 33. Cho các muối sau số phản ứng xảy ra oxy hóa khử tương ứng là. Vậy thì mình có này, nhiệt phân thằng NH42 lần CR27 là có, nhưng mà cái chất này không còn thi trong trung học phổ thông quốc gia năm 2020 nữa. Đấy cho nên là mạnh dạn bỏ. CaCO3 nhiệt phân thì tạo thành CaO cộng CO2 toang. CuNO32 lần nhiệt phân tạo thành CuO cộng với NO2 cộng oxy có. KMnO4 nhiệt phân thì tạo thành K2MnO4 cộng MnO2 cộng oxy có. MgOH2 lần thì không. AgNO3 nhiệt phân thì tạo thành Ag cộng NO2 cộng oxy có. NH4Cl nhiệt phân để tạo thành NH3 cộng với HCl toang. Be2SO4 thì không nhiệt phân. Vậy ở đây chúng mình sẽ có NH4 2 lần CR2O7 này. CuNO3 2 lần này. KMnO4 này. AgNO3 1 2 3 4 chất, được chưa? Vậy là số phản ứng oxy hóa khử tương ứng là 1 2 3 4, người ta có 4 phản ứng oxy hóa khử. Loại 5, loại 5. Thế thì số phản ứng xảy ra là anh này có, 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 chỉ có BAS4 là không thôi ạ. Đúng chưa? Các em nhìn nhá, chỉ có BAS4 là không. Vậy mình có là 1 2 3 4 5 6 7. Vậy là có 7 phản ứng xảy ra và chỉ có 4 thằng oxy hóa khử thôi. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B bỏ nhá. Câu 334. Câu 334. Ba hợp chất hữu cơ bạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử là C3H6O2. Ba hợp chất hữu cơ bạch hở X, Y, Z có cùng công thức phân tử là C3H6O2 và có các tính chất sau. X, Y đều tham gia phản ứng trắng bạc. Đây, X, Y đều tham gia phản ứng trắng bạc. Vậy ở đây mình có này, anh này Ia này có trắng bạc này, đúng chưa? Nhưng anh COH này không có trắng bạc, toang. Các cháu nhớ nhé, để xảy ra phản ứng trắng bạc thì bắt buộc nó phải có gì ạ? Nó phải có nó phải có nhóm HCO hoặc là nhóm chó nhé. Anh này không có nên toang. Anh này có HCO này, anh này có chó được. Anh này không có toang. Được chưa? Anh này có HCO này, anh này có chó được. Vậy là hiện tại bây giờ mình đã loại đáp án A và mình loại đáp án C rồi. Mình còn B và D thôi ạ. Nhá. Tiếp tục nhá. X, Y đều tham gia phản ứng trắng bạc này. X, Z đều tác dụng với dung dịch NaOH. X, Z đều tác dụng NaOH thì cái đáp án B này có tác dụng NaOH, Z này không tác dụng NaOH bởi vì nó là hai nhóm chức CSO thì không tác dụng với NaOH nhá. Vậy là toang nốt đáp án B. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án D các cháu. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D, rất là dễ nhá. Mình sang câu tiếp theo, câu này chúng nghĩ rằng là có rất nhiều cháu đều biết là câu 335 là amino acid nào sau đây để có thể làm xanh quỷ tím. Amino acid nào sau đây làm xanh quỷ tím? Thì chúng ta lưu ý này, alanin này thì có một nhóm COOH và một nhóm NH2 thì nó không thể làm xanh quỷ tím được mà nó làm quỷ tím không đổi màu nhá. Nên là loại đáp án A. Lysin này, lysin ạ, lysin thì có một nhóm COOH và hai nhóm NH2, vậy là nó làm quỷ tím chuyển thành máu xanh, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B bò, B bò nhé, làm quỷ tím chuyển máu xanh mà. Câu 336, phương pháp điều chế polymer nào sau đây là đúng? Câu 336, phương pháp điều chế polymer nào sau đây là đúng? Đồng trùng ngưng buta 1,3-dien và vidin cyanua để điều chế cao su bunan. Chính xác. Trùng hợp caprolactam tạo ni lông 6. Đúng tiếp. Đấy, những câu này các cháu rất hay sai ạ. Trùng hợp ancol vinilic để điều chế polyvinil ancol. Cái này sai ạ. Không có ancol vinilic tồn tại ạ. Ancol vinilic đây ạ. CHOH không có ancol vinilic tồn tại. Sai C. Và đề bài hỏi chúng ta là phương pháp nào sau đây là đúng? Đồng trùng hợp axit terephthalic và ethylene glycol để điều chế được polyethylene terephthalate. Đây là phải trùng ngưng ạ, không phải trùng hợp ạ. Đây cũng phải là trùng hợp chứ không phải trùng ngưng ạ. Vậy là A sai. Vậy là chuẩn nhất đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B bỏ các cháu nhé. Đáp án đúng nhất của chúng ta nó phải là đáp án B bỏ.
Ok, câu 337. Có 3 bình. Có 3 bình. Mỗi bình đựng một dung dịch sau này. Có 3 bình nhé. Mỗi bình đựng một dung dịch sau. Nếu chỉ dùng thêm một chất làm thuốc thử thì chọn chất nào sau đây để phân biệt 3 bình trên? Đây chúng ta có HCl này, H2SO3 này, H2SO4 này. Nếu chỉ dùng thêm một chất để làm thuốc thử ạ. Nào, nếu mình chỉ dùng thêm một chất để làm thuốc thử. Đấy, thì chọn chất nào sau đây để phân biệt các dung dịch trên? Thế bây giờ mình xem nhá, xem là dùng chất nào nhá. Đây, nếu mình dùng BaOH 2 lần, bari hydroxit thì HCl không hiện tượng. H2SO3 kết tủa màu trắng là kết tủa BaSO3. H2S4 là kết tủa màu trắng, kết tủa BaSO4, được chưa? Vậy là mình đã có hai cái kết tủa. Được chưa? Thế thì bây giờ hai cái tủa mình nhận biết được HCl, rồi mình thả HCl vào thì H2SO3 cho mình khí SO2 bay lên. H24 không hiện tượng. Được chưa? Vậy mình nhận biết hết. Và điều tương tự cũng xảy ra với BaCl2 cũng như vậy. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta là câu 337 ấy, nó phải là đáp án C nhá. Bari hydroxit hoặc bari clorua. C. Câu 338. Câu 338. Nhóm các kim loại chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy. Lưu ý là điện phân nóng chảy nhá các cháu nhé. Điện phân nóng chảy thì chuyên dùng để điều chế các kim loại. Điều chế các kim loại mà đứng trước nhôm. Các kim loại đứng trước nhôm. Vậy ở bên trong này thì chúng ta có những anh kim loại nào đứng trước nhôm ạ? Nhá. À, khi nào ba cần mua áo giáp sắt đúng không? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt. Đấy, vàng là không có đứng trước nhôm, vứt. Được chưa? À, bạc là không có đứng trước nhôm, bạc đứng sau nhôm, vứt. Khi nào ba cần mua áo giáp. Rồi, kẽm là đứng sau nhôm, vứt. Vậy chúng ta chỉ có li ti, bari, nhôm, kali và natri là được sử dụng để điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy thôi ạ. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 339. Câu 339 ạ. Sắp đến câu 340 rồi các cháu nhá. Trong hợp chất nào sau đây, trong hợp chất sau đây có mấy liên kết peptide? Mấy liên kết peptide ạ? Chúng ta phải hiểu này. Liên kết peptide là liên kết được tạo bởi giữa nhóm CO và NH của hai gốc alpha amino acid. Đây một liên kết peptide này, CO NH của hai alpha amino acid một cháu nhá. Đây là cháu thứ hai này, hai alpha amino acid này. Cháu này không phải là peptide bởi vì anh này không phải alpha amino acid, các cháu nhìn rõ chưa? Nên thằng này không phải là liên kết peptide, thằng này không phải. Vậy là chuẩn nhất ở đây mình chỉ có một và hai liên kết peptide thôi ạ. Nhá. Rất nhiều cháu tô là 4 là chết. Chứ các cháu phải chú ý rằng là liên kết peptide là liên kết được tạo bởi giữa NH và CO của các gốc alpha amino acid. Vậy đây mình chỉ có hai thôi ạ. Đáp án đúng mình là đáp án D ạ. Rất nhiều cháu tô B ạ. Toang, toang thực sự luôn ạ. Đúng không ạ? Cực kỳ toang luôn ạ. 10. Tất cả các phản ứng của lưu huỳnh với kim loại đều cần đun nóng. Sai. Bởi vì là mình có cái phản ứng của thủy ngân cộng với lưu huỳnh thì nó phản ứng xảy ra ngay điều kiện thường để tạo thành HGS, nên là cái A này là sai luôn. Được chưa? Vậy đáp án sai của chúng ta là đáp án A nhá. Câu 341, chất nào sau đây có đồng phân hình học? Chất nào sau đây có đồng phân hình học? Các cháu lưu ý này, điều kiện để có đồng phân hình học là phải có đây, propen này. Propen chúng ta nhìn nhá, propen, đây H đây, đây H đây không có đồng phân hình học, toang. Không có một. Vậy mình tinh ý này, không có một, được chưa? Không có một loại luôn. Ok. Mình chỉ còn B và C. Xem thằng 2 nhé. 2 metin bút 2N. Bút 2N đây ạ. Bút 2N. 2 metin bút 2N. Vậy là CH3 này giống với lại CH3 này. Được chưa? Vậy là cũng không có đồng phân hình học nhá. Vậy là loại thằng 2. Loại thằng 2, vậy là mình loại nốt đáp án C rồi. Vậy suy ra đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B thôi các cháu ạ. Nhá. Đáp án đúng của chúng ta đó là đáp án B. Bỏ. Ok. Đấy rất là dễ thôi ạ. Mình sang câu. Có sao lẫn câu 134 ở đây nhỉ? Chắc là điểm cao 3, 342 đấy. Nhưng mà chúng mình ghi nhầm thành câu 134. Các cháu cùng comment đáp án nhé. Câu 134 này. Có các dung dịch sau. Có các dung dịch sau. À, các chất làm chuyển quỳ tím thành màu xanh là. Thì mình có này. Đầu tiên này. Anh metinamin làm quỳ chuyển thành màu xanh là một cháu. Anilin không làm quỳ đổi màu. Ammoniac làm quỳ chuyển thành màu xanh là hai cháu. Vậy mình có là 1 với 3. Đúng không? Không có 2. Vậy loại IA, loại IC, loại IG có 1, có 3 thì chắc chắn có 5, có 6. Xem nhé. Thằng 5 này có hai nhóm NH2 quỳ chuyển màu xanh này. Thằng 6 có hai nhóm NH2 quỳ chuyển màu xanh này. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án B. Bỏ. Nào, mình sang câu tiếp nhé. Đây 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 mới là câu 342 này. Câu 342.
khi cho CO2, khí CO2 tác dụng được với những dung dịch nào sau đây? Ui, câu này cực kỳ hay luôn các cháu ạ. Câu này cực kỳ hay nhá. Khí CO2 tác dụng được với những cái chất nào sau đây? Thì CO2 tác dụng được với nước Javen. Bởi vì thế này nhá, trong nước Javen ấy, thì trong nước Javen thì nó có NaClO, thì CO2 cộng nước cộng NaClO để tạo thành NaHCO3 cộng với lại HClO. Được chưa? Đấy là mình có một nhá. Có một, thế là thằng này không có một loại. Hai, dung dịch K2CO3. Chúng ta có CO2 thì nó cộng hoàn toàn với K2CO3 cộng với lại H2O để nó tạo thành KHCO3. Được chưa? Thế là nó có KHCO3 nhé, vậy là có phản ứng với 3. Thế là có một, có hai. Đây có một, có hai ạ. À. Có một, có hai. Đây có một, có hai. Đây chỉ có mỗi mình hai thôi. Toang nốt. Có một, có hai. Ba, nước brom, CO2 không tác dụng nước brom. Toang. Được chưa? Vậy là 1, 2 này, dung dịch NaHCO3. 4 này cũng không ạ. 5 KOH thì chắc chắn CO2 tác dụng KOH rồi đúng không ạ? Dung dịch NaHCO3 và CO2 không tác dụng, vậy là không có 6. Vậy thì đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C, 1, 2, 5, 7 các cháu nhé. Đáp án đúng đáp án C, 1, 2, 5 và 7. Câu 343. Câu 343. Dãy gồm các chất nào sau đây đều có tính lưỡng tính ạ? Đề bài hỏi chúng ta là tính lưỡng tính nhé. Mình có ZnCl2 không có tính lưỡng tính được. AlCl3 không có tính lưỡng tính được. Nhôm là kim loại, có rất nhiều bạn nhầm cái chỗ này. Nhôm là kim loại nhé. Nhôm là kim loại thì nhôm không lưỡng tính nhé. Mặc dù nó tác dụng với NaOH và tác dụng HCl nhưng nhôm nó là kim loại. Kim loại không bao giờ có lưỡng tính cả. Vậy thì lưỡng tính của chúng ta ở đây đáp án đúng chúng ta là đáp án D. D. Câu 344. Anh này mà thủy phân trong môi trường axit thì tạo thành những sản phẩm nào? Thì phần este này là phần mà các cháu quên nhiều nhất rồi. Ở đây chúng ta có rằng là anh này tạo thành C2H5 COOH cộng với đây là OH đính vào carbon chứa nối đôi thì ngay lập tức nó tạo thành CH3 CHO. Được chưa? Vậy là đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, CH5 COH và CH3 CHO. Câu 344 chúng ta đáp án đúng là đáp án A. Câu 345. Trong công nghiệp thì người ta điều chế nước Javen bằng cách nào? Trong công nghiệp thì người ta điều chế, các cháu lưu ý nhá, ở đây đề bài hỏi chúng ta là từ là trong công nghiệp ạ. Trong công nghiệp thì người ta điều chế nước Javen thì bằng cách là điện phân dung dịch NaCl không hàn ngăn. Thì có phải là điện phân dung dịch NaCl, để các cháu nhìn nhá, điện phân dung dịch NaCl thì nó tạo thành là NaOH cộng với lại clo, được chưa, cộng với lại hydro, do không có màng ngăn nên NaOH tác dụng với lại clo để tạo thành NaCl và NaClO, nên đáp án đúng của chúng ta là đáp án B, bỏ. Câu 346. Câu 346. Cho một số tính chất là chất kết tinh không màu. Đấy, thì các tính chất của saccharose là. Thế thì mình có này, các tính chất của saccharose như sau này. Thứ nhất nó là chất kết tinh không màu, đúng, có vị ngọt, đúng, tan trong nước, đúng. 1 2 3. Vậy là 1 2 3 loại A, loại B, loại C, 1 2 3. Vậy thì chắc chắn chỉ có là 1 2 3 4 7 sẽ 4 đúng không? Hòa tan siêu hóa 2 lần, đúng, có hòa tan siêu hóa 2 lần. Không làm mất màu nước brom. Tham gia phản ứng trang mạc không, thủy phân trong môi trường kiềm. Loãng nóng không, đúng không? 1 2 3. 1 2 3 4 ạ. Chứ không có 7 ạ. Thủy phân trong môi trường axit chứ không thủy phân trong môi trường kiềm. Được chưa? 1 2 3 4, đáp án đúng chúng ta là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 347. Câu 347. Một vật làm bằng gang thép, khi vật làm bằng gang thép bị ăn mòn điện hóa trong không khí ẩm thì nhận định nào sau đây đúng? Thế thì gang và thép, cái câu này là đã bị giảm tải trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 rồi. Gang và thép thì gang chúng ta là gồm có này sắt này với carbon này, đúng chưa? Vậy thì sắt ở đây là anode là cực âm, carbon là cathode ở cực dương, được chưa? Vậy là tinh thể carbon là cực âm là sai, sắt là cực âm đúng, sắt là cực dương sai, carbon cực dương đúng, đúng chưa? Thế thì bây giờ này, cực âm đây là anode. Anh ơi, vậy anode xảy ra quá trình oxy hóa. Vậy là ở cực sắt thì xảy ra quá trình oxy hóa, sắt cực âm xảy ra quá trình oxy hóa. Vậy đúng nhất của chúng ta câu 347 nó phải là đáp án B, và rất nhiều cháu bị nhầm cái chỗ này ạ, rất nhiều bạn, rất nhiều cháu bị nhầm chỗ này ạ. Đấy. Đấy, như các cháu biết thì đây là cái buổi live stream của chú Minh về dành cho team mất gốc. Đấy, khắc phục gốc của cho các cháu, nên là rất mong muốn tất cả các bạn học khá và giỏi ở trong sang theo dõi video live stream này giúp chú Minh tát các cái cháu bị mất gốc vào đây nhá. Câu 348. Cho các chất có công thức cấu tạo như sau. Những chất tác dụng được với CO2 lần tạo thành dung dịch màu xanh lam là. Các cháu lưu ý nhá,
để tác dụng được với C-OH lần có màu xanh lam khi và chỉ khi nó có OH đa kề nhé. OH đa và kề. Được chưa ạ? OH đa và kề thì mình có này. Đây này, OH kề nhau này, X là được. Không, đây là có đa nhưng không kề, cách nhau bởi Z2, vứt. OH đây ạ, kề đấy ạ, có Z, có X, có Z. R không ạ, có X, có Z, không có R. Các cháu nhìn nhá, có X, có Z và không có R. Không có R, có X, có Z, đây có R vứt này. Có X, có Z, không có R, không có Y, đúng không? Y gạch rồi. Vậy đáp án chúng ta là X, Z và T, đây nhìn T này có hai nhóm mắt cạnh nhau, cũng thỏa mãn luôn. Vậy đáp án đúng chúng ta là X, Z với T nhá. X, Z và T. Ok. Câu tiếp theo, câu 349 ạ. Câu tiếp theo, câu 349. Độ linh động của nguyên tử hydro trong nhóm OH của các chất tăng dần theo thứ tự nào? Độ linh động, thế thì ở đây chú Minh dạy các cháu không cần phải nhớ nhiều. Linh động nhất là thằng axit nhá. Kém linh động nhất là thằng ancol. Được chưa? Thế là ancol là kém linh động hơn cả nước nhá. Đấy, thế vậy ở đây chúng ta sẽ có này, độ linh động này thì chuẩn nhất là gì ạ? CH5OH này, nước này, phenol này, CH3COH, HCOH. Tại sao lại CH3 lại độ linh động kém HCOH? Bởi vì CH3 là đẩy electron cho COH. Còn hydro cũng đẩy, nhưng mà thằng này đẩy kém hơn, đúng không? Thằng nào nhỏ hơn thì đẩy kém hơn. Các cháu hiểu không nhỉ? Đấy, hiểu theo ý của chú Minh nhá. Vậy đáp án đúng là đáp án B, bỏ. B, bỏ. Nào, mình sang câu tiếp theo. Câu số dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp bằng một phản ứng ra axit AD acetic là cháu này được ạ. Cháu này được ạ. Cháu này không ra được đúng không? Toa. À, tiếp tục này. Cháu này được nhưng cháu này không thể ra được, đúng không? Cháu này không được đúng không? Về đây chuẩn là CH3OH này, CH5OH và CH3CHO. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ các cháu nhá. Câu 351. Câu 351. Trong số các polymer sau, 351 trong số các polymer sau, loại tơ tổng hợp là, tổng hợp thì là loại bỏ tất cả những thằng bán tổng hợp và những thằng thiên nhiên. Sợi bông là thiên nhiên này, đúng chưa? Len là thiên nhiên này, được chưa? Đấy, thế là loại bỏ bọn thiên nhiên nhé. Loại bỏ bạn bán tổng hợp thì chú Minh bảo chúng ta chỉ có visco và acetat thôi. Mình nhìn nhá, ở trong này có visco loại bỏ này, acetat loại bỏ này. Vậy loại tơ tổng hợp gồm có 2, 6 với 7 thôi ạ. 2, 6, 7. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C nhá. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án C, 2, 6, 7. Câu 352. Có các dung dịch loãng nồng độ mol trên lít như sau. Giá trị pH của dung dịch được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Lưu ý này, đây là một bài kiểm tra về kiến thức lớp 11 các cháu ạ. Nhá, đây là bài kiểm tra về phần kiến thức lớp 11. Đề bài hỏi là pH của các dung dịch được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ trái sang phải. Vậy đứng ở cuối cùng ở phía bên tay phải, nó phải là thằng có tính pH cao nhất. Vậy thằng có tính pH cao nhất trong này là thằng Na2CO3. Đúng chưa? Vậy là thằng số 1 là thằng phải đứng dưới cuối cùng. Vậy loại A, loại B, loại C, thằng số 1 là thằng phải đứng cuối cùng. Vậy ở đây mình sẽ có thằng số 2 đứng đầu tiên, rồi đến thằng 3, rồi đến thằng 5, rồi đến thằng 4, rồi đến thằng số 1. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D. Câu 353. Thứ tự pH tăng dần. Đúng, thế thì cũng đúng, cuối cùng vẫn là cái thằng mà có tính bazơ mạnh nhất. Vậy ở đây mình có thằng nào thằng có tính bazơ mạnh nhất ạ? Trong này thì thằng số 3 là thằng tính bazơ mạnh nhất nên thằng số 3 phải thằng đứng cuối cùng. Loại này, loại B này, loại D, mình chỉ còn A và C. Vậy thằng đứng đầu tiên, thằng đứng đầu tiên thì phải là thằng có tính axit đúng không? Thằng 2 là thằng có tính axit này nên pH của nó nhỏ nhất. Vậy thằng thứ hai thằng đứng đầu tiên, vậy loại ý C. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án A các cháu nhá. Câu 353 đáp án A. Câu 354. 354. Các polymer có cấu trúc không phân nhánh, các cháu lưu ý đề bài bảo chúng ta là cấu trúc không phân nhánh ạ. Cấu trúc không phân nhánh. Thế ở đây mình lưu ý này, các thế thì mình đi loại bỏ những thằng polymer có cấu trúc phân nhánh nhá. Thế thì polymer đầu tiên có cấu trúc phân nhánh là thằng amylopectin, bỏ ạ. Cao su thứ hai có cấu trúc phân nhánh là cao su lưu hóa, bỏ tiếp. Vậy ở đây mình có polymer cấu trúc không phân nhánh là 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, không có 5. 1, 2, 3, 4, không có 5. 1, 3, 4, đây, không có 2. 1, 2, 3, 4, 5. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 354. Câu 355. Câu 355 sắp đến câu cuối cùng rồi, 360 sẽ là cái câu cuối cùng của ngày hôm nay các cháu nhá. Câu 355. Nào, câu 355. Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp được axit acetic là.
Ô, câu này bị trùng rồi các cháu. Câu này như bị trùng đấy. Dãy gồm các chất có thể điều chế trực tiếp được axit acetic. Đây, điều chế trực tiếp được axit acetic thì mình có nhá. À, cái anh này là không thể điều chế trực tiếp được, vì HCOH thì không thể điều chế trực tiếp được. Bỏ A. Đúng chưa? Vậy cháu này điều chế trực tiếp được này, HCSO. HCSO không điều chế trực tiếp được ạ. À? Vứt tiếp ạ. À. Đây cháu này ra được CH3 này. Đây, thế vậy là ở đây đáp án đúng chúng ta là đáp án C. Đấy, ba cháu này điều chế được trực tiếp ạ. À. CH5OH thì cho lên men giấm. Đúng không? CH3 CSO thì tác dụng với oxy, xúc tác đúng không? Anh này chỉ cần thủy phân là ra được thôi. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án C. 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 Câu 356. Cho luồng khí hydro dư đi qua hỗn hợp các oxit, sau phản ứng chất rắn còn lại là nhá. Hydro mà dư đi qua hỗn hợp các oxit gồm có CuO này, Fe2O3 này, K2O này, MgO này, thì các cháu lưu ý này, hydro cũng giống CO ạ, nó chỉ khử được các oxit đứng sau nhôm thôi ạ. Nó chỉ khử được các oxit đứng sau nhôm. Vậy có nghĩa là nó không khử được K2O, không khử được MgO. Vậy thì hỗn hợp sau phản ứng phải gồm có là Cu này, Fe này, K2O này và MgO. Ok chứ các cháu? Rất là dễ đúng không? Vậy ở đây mình có này Cu này, Fe này, K2O này, MgO này. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án gì? À, và đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A, Cu, Fe, K2O và MgO các cháu nhá. Câu 357, một câu bài tập tính toán ạ. Một câu bài tập tính toán ở đây ạ. 357, xà phòng hóa hoàn toàn. Xà phòng hóa hoàn toàn 8,88 gam CH3COO CH3. Vậy thì ở đây thì chúng ta tìm được số mol. Chết rồi, không có máy tính ở đây rồi. À đây đây đây. Chúng ta tìm được số mol của CH3COO CH3 8,88 gam. Chúng ta tìm được số mol nhé, 8,88 mà chia cho 74 thì ra được số mol bằng 0,12. 0,12 mol bằng một lượng dung dịch KOH vừa đủ ạ, KOH vừa đủ. Thì ở đây mình thu được CH3COOK. Vậy số mol này là 0,12 thì suy ra anh này là 0,12 ạ. Thế là 0,12 vậy hoàn toàn mình tìm được khối lượng luôn. Mình lấy là 0,12 nhân với mở ngoặc đơn 15 cộng với 44 cộng với 39 bằng 11,76. 11,76 vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án D. Ok, rất chính xác luôn. Chúng mình thấy là có rất nhiều cháu comment đúng nhá. Các cháu comment mạnh mẽ lên, mãnh liệt lên nhá. Nào, sang câu 358. Đây của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018 ạ. À, hòa tan hoàn toàn 1,92 gam Cu. Thế là chúng ta tìm được số mol Cu nhỉ? 1,92 mà chia cho 64 thì bằng 0,03 mol. 0,03 mol Cu bằng HNO3 thì thu được đồng của chúng ta khi tác dụng HNO3 lên đồng dương 2 và X mol NO2. Chúng ta tìm được số mol NO2 luôn. Mình có bảo toàn electron ạ, bảo toàn electron. Đồng 0 lên đồng dương 2, 2 nhân với 0,03 thì bằng nitơ là nitơ dương 5 về nitơ dương 4. 5 trừ 4 bằng 1, 1 nhân lại số mol NO2. Vậy đến đây chúng ta tìm được số mol NO2 bằng 0,06. 0,06 phải đáp án đúng của chúng ta là đáp án A các cháu nhé. Đáp án đúng của chúng ta là đáp án A. Sang câu 359 ạ. Sang câu 359. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh lần 1 năm 2018. Điều nào sau đây là không đúng khi nói về metin format ạ? Điều nào là sau đây là không đúng khi nói về metin format? Là hợp chất ete. Metin format là HCOOCH3. Đúng là hợp chất ete thật, đúng chưa? Là đồng phân của axit acetic. Đúng rồi, axit acetic là CH3COH thì là đồng phân. Đúng tiếp. Có công thức phân tử C2H4O2, đúng tiếp. Đúng chưa? Nhưng là đồng đẳng của axit acetic là sai, toang ạ. Không thể là đồng đẳng của axit acetic ạ. Đúng chưa? Vậy là sai là D, không thể là đồng đẳng nhá. Đáp án sai là D. Câu 360. Câu 360 ạ. Nào, các cháu cùng comment mạnh mẽ câu 360 sẽ là đáp án gì nào? À, cho m gam tinh bột lên men thành ancol ethylic. Tinh bột C6H10O5 với skill của chúng mình thì không biểu diễn là N nhá. Có hiệu suất toàn bộ quá trình là 75%, 0,75. À, toàn bộ lượng khí CO2 sinh ra đầy 2 lần CO2 đấy ạ. Sinh ra hấp thụ các dung dịch nước vô trong dư thì thu được 30 gam kết tủa. CO2 mà cộng với lại CaOH 2 lần thì thu được kết tủa là CaCO3. Số mol CaCO3 bằng 30 chia cho 100 thì bằng 0,3. Vậy hoàn toàn tới đây mình tìm được số mol CO2 bằng 0,3. Vậy CO2 đây là 0,3. Được chưa? Vậy hoàn toàn tới đây mình suy ngược lại được C6H10O5 ạ.
0,3 nhân 1 chia 2 là bằng 0,15. Các cháu lưu ý nhé, thuận nhân nghịch phải chia. Vậy ở đây 0,15 chia cho 0,75 là ra được số mol chuẩn nhất của thằng tinh bột. 0,15 chia 0,75 bằng 0,2 mol ạ. 0,2 mol. 0,2 mol. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được giá trị của m là 0,2 nhân 162 thì bằng 32,4 gram ạ. 32,4 gram. Vậy đáp án đúng của chúng ta là đáp án C. Được chưa? Đáp án đúng của chúng ta